Ôi, em chào tất cả mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ review giới thiệu cho anh em một sản phẩm dàn cày năm chảo chuẩn bị lên đường vào với lại anh em Hàm Thuận Bắc Bình Thuận. Hôm nọ thì em có ghi nhầm là Hàm Thuận Đức, hôm nay là Hàm Thuận Bắc anh em ạ. Hàm Thuận Bắc Bình Thuận đây, dàn cày năm chảo cho máy từ 50 đến 70 HP, được đóng trên bộ khung dự chữ A, sử dụng là kết cấu bu lông bắt kẹp. Bắn bích bắt kẹp. Em chào tất cả mọi người nhé. Chúc cho tất cả mọi người cũng như là anh em một buổi chiều đầu tuần nhiều niềm vui, an lành. Về cơ bản thì dàn cày đã khá là ổn rồi, chờ mỗi giờ giấc xe cộ đi qua nhà em nữa thôi là sản phẩm sẽ lên được. Dàn rất là cao to đấy, các bác nhìn là cái khung cổng của nhà em cao nửa cái cổng rồi. Đâu đấy? À, còn đi xuất chưa về? Dạ? Không, em không thấy tôi ở nhà đâu. Không thấy ở nhà. Mấy nay vắng lắm. Có đêm qua cũng biển ra nhà. Mỗi biển. Còn ông bà đi rồi. Vâng. Không, đóng cổng nó vào nó hốt tiệt. Đóng tiền đóng của không đóng cổng nó vào nó hốt tiệt. Ôi, em chào mọi người, em kết thúc video tại đây.